Hello, mời các bạn ăn bún riêu cua với mình nhá. Các bạn nhìn này, cái bát bún riêu cua nó rất là hấp dẫn, em dâu vừa nấu cho mình nhá. Hôm qua mình bảo mình thích ăn là hôm nay em đi mua cua về. Thế là mình làm ăn nhá. Thế mời các bạn ăn nhá. Rất là ngon. Thế nào? Nhức nách luôn. Ăn với chị nha em. Đĩa tôm này để bên cạnh nghe. Tôm là không phải là ăn với bún đâu nhá, nó không hợp. Nhưng mà mình ăn. Các bạn ơi, cái mình tay trái là mình do quay nhá. Bởi vì nếu mà mình quay cái mặt kia ấy, thì là nó hay vào cái chân quay này lắm. Thôi kệ nó. Chứ mình không phải là mình ăn tay trái đâu. Mời cả nhà ăn nhá. Định cầm trong tay này nhưng mà ngượng lắm không cầm được. Tay này tay trái này. Nhưng mà quay ở đấy này thành tay phải ấy. Ngon lắm. Ngon lắm cả nhà ơi. Không biết là phải đến bao nhiêu năm nay bây giờ mình mới được ăn cua đây. Ở bên Đức cũng có nhưng mà mình mua về mình giã mình ngại lắm. Ăn một mình rất là ngại. Đây các bạn nhìn này, ngon lắm. Cua là toàn cua đồng nhé. Nấu với dứa. À, mình lấy tờ giấy. Đau cái mồm. Ăn thử con tôm. Cô em ho, cô em không ăn bún, không ăn cua. Người ta ăn thì cho tí ớt rồi nhưng mà mình không ăn ớt. Mình bị dạ dày nên là mình không thích ăn ớt. Giã thì hụt lâu lắm. Làm cua ăn thì muốn ăn cua nhưng mà ngại, rất nhiều người ngại ngại làm cua. Đây này, cái gạch của nó đây các bạn. Nhức nách luôn. Bạn nào thích học cách làm cua thì
ăn con tôm mà thấy ngon. Ok, mình ăn xong nhé các bạn nhé. Bye bye. Đây là cua đồng các bạn nhé. Hôm nay sẽ làm bốn riêu cua các bạn xem nhé. À, bây giờ mình sẽ... Ôi dồi ôi. Xé con cua này mình đáng lẽ là mình không sợ. Mà cô em cô nói là mình cũng sợ. Mình cũng ngại lắm. Nhưng mà thôi cố phải làm. Muốn ăn thì phải làm. Ngon lắm, các cụ bảo rồi. Sát nhân thì nhân oán, mà sát vật thì vật ơn. Đây là gọi là sát sinh đây, nhưng mà thôi hôm nay là xin lỗi cua nhé. Đây các bạn ơi, sau khi mà mình đã xé cái con cua ra và mình lấy cái gạch ở trong cái mai của nó ra thì mình đã rửa sạch đi, phải cái gì cũng phải rửa các bạn nhé. Không mà cua nó hôi lắm, mình phải rửa, mình rửa vừa rửa gạch rồi tí tí là mình rắc một tí mấy hạt muối vào. Đó, với lại đây lấy cái gạch của nó ở trong cái mai này ra đây, cái mai. Sau khi mình xé cua xong là mình ấy. Còn cái cua là mình xé đây thì mình rửa đi rửa lại xong bắt đầu mình để ngâm nước muối các bạn. Bây giờ rửa sạch trắng tinh rồi đây, thì là mình để cho nó ráo nước xong rồi tí nữa mình giã. Giã thì mình sẽ cách giã lọc như thế nào mình sẽ quay cho các bạn xem và nấu như thế nào quay cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình để cho ráo nước xong rồi giã. Rồi cả nhà ơi, sau khi mà mình đã xé cua rồi mình xóc, mình rửa này, mình cho muối và mình ngâm sạch tinh này và để cho dốc nước này. Các bạn nhìn cái cối ở Việt Nam này, cái cối này mình nhìn mình mê nặng lắm nha, cối đá. Đấy, cái chày nhá, đúng là Việt Nam. Cái chày này tuyệt vời luôn, cái cối đá này nặng. Mình hỏi cái cối đá như thế này nhưng mà nó bé. Ở bên Đức ấy là đã 80 oi rồi nhá các bạn. Nồi cái này chắc phải là 100 oi nhưng mà nặng lắm, ai mà bê được, nặng lắm. Cối đá, cối đá rất trời ơi, cối đá tuyệt chứ, cối đá rất tuyệt vời. Và bây giờ mình chuẩn bị mình giã này, mình sẽ chuẩn bị một cái xoong này và chuẩn bị xoong nước để mình lọc cua nhé cả nhà nhé. Khi mà giã ấy, là mình sẽ cho ít một vào thôi. Ui nhưng mà chắc phải lấy cái áo khoác ra, cái tạp dề đã rồi, phải đeo cái tạp dề vào và cho ít một vào giã các bạn nhé. Đấy, một giã mà khi mà mình giã ấy, là giã thật nhỏ, mình lọc làm 3 lần. Đây, cho ít một vào đến hết cua thì thôi, và mình giã khi nào mà mình thấy nó sánh thì mình bỏ ra mình lọc mình vắt kiệt xong lại cho vào giã lại. Rồi mình giã lần đầu nó đã nhỏ, bây giờ mình cho vào mình bóp lần thứ hai, lần bóp lần đầu nhé, nhưng mà tay của mình rửa sạch rồi, bây giờ phải dùng bằng tay chứ. Cho găng tay cho găng tay mà nó vướng lắm, khó làm lắm. Rửa sạch rồi, yên tâm. Yeah. Mình mà lọc cua thì rất là kỹ. Đấy, cho vào đấy bóp nhá. Bóp xong là vắt sạch, vắt kiệt nước. Xong rồi nếu mà xay ấy, xay xong rồi là lọc cũng được, nhưng mà xay nó dừ lắm mà lọc nó khó. Mình cứ giã cái này, giã thủ công cái này thôi. Xay nó không ngon mà lọc thủ công. Ừ. Xay nó không khô lắm. Đây nha. Bóp. Bóp cho nó ra hết. Xong bắt đầu lấy tay vớt, bóp thế này, không biết ở trong Nghệ An bây giờ người ta có giã không. Ngày xưa mình chả thấy người ta giã gì cả, họ không có giã này đâu. Họ không giã. Đây này, vắt cái bã của nó mình lại cho vào mình giã nhé. Bởi vì các bạn biết là phải giã 3 lần để cho cái còng này nó nát hết ra này. Cái thịt ở trong cái còng mới là ngon. Đấy, mình gạn. Hôm nọ làm bún cá xong rồi có
bạn ở miền Nam vào bảo chị ơi em người Nam nhưng mà chồng em người Bắc, chị nấu cuốn cá nào chị chia sẻ để em nấu cho chồng em ăn. Bảo ừ thế lúc nào. Rồi giờ giã tiếp. Rồi mình đã giã lần hai đấy các bạn nhìn nhé. Cũng lại bóp, bóp cho nó ra hết cái thịt đi đi, xong lại vắt cái bã cho vào giã lần thứ ba. Rồi giờ mình lại phải rửa cái tay đã xong mới lại giã. Đây mình giã lần thứ ba đây các bạn. Vắt thế mà nó bắn hết cả lên mặt đấy các bạn. Rồi, nhỏ rồi. Cối này nặng lắm. Đáng lẽ phải rửa cối trắng cối nhưng mà bê nó nặng lắm cả nhà. Mình không bê được.
Rồi bây giờ mình sẽ gạn các bạn nhá. Bạn nhìn mình gạn này. Sau này nấu nó đen đấy thôi chứ mình rửa sạch cả trong cả ngoài các bạn nhé. Các bạn yên tâm. Đây gạn nó còn cái bã này bỏ đi các bạn nhé, xong rồi mình phải tráng cái cắn này đi này. Rồi bây giờ gạn lần thứ hai nhá. Nó có trôi cái cuối cuối nhìn nó trôi nhưng mà thịt cua đấy không bạn, không phải cái bã đâu, không sợ. Cái bã của nó nặng, nó là đằng sau. Đây còn ít thì thôi mình bỏ đi, cắn này bỏ đi nhá. Rồi giờ mình lại là gạn lần thứ ba nhá. Rồi, đây còn cái cắn đây. Rồi, thế là cái chương trình giã cua của mình thế là xong các bạn nhé. Đây là nồi nước cua mà mình đã giã xong các bạn nhé, đã lọc xong. Thì khi xong ấy là mình sẽ cho mấy hạt muối vào, khoắng nó đều lên, xong rồi mới nấu. Rồi, cả nhà ơi, mời cả nhà xem cách nấu riêu cua của người miền Bắc nha. Em gái đạo diễn, à quên, em dâu đạo diễn, chị chồng quay nhé cả nhà. Đấy, chồng thợ chưa đập hành. Ôi giời, đập hành chồng thợ chưa cho nhiều thế. Tao hỏi thấy ở nhà nấu cái gì cũng nhiều, cũng xót tiền. Bên ấy hành cũng không dám nấu nhiều đâu, đắt lắm, hành Việt Nam đắt lắm. Đắt 10.000 cân nhé. 10.000 cân, có 10.000 cân hành. Hành Việt Nam bên đấy đắt lắm đấy. À, lần đầu tiên là phi hành này. Ờ à, thế còn gạch kia kìa. Gạch làm gì? Gạch cho vào phi. Lần đầu tiên là phi hành. Cái đấy tao cũng rửa. Có rửa rồi đấy. Rửa trong cho mấy hạt muối này đấy. Cái gì cũng phải rửa chứ không cua nó hôi lắm. Cái gì đó phải hôi. Đừng đùa được cua được ăn cho rửa đâu nhá. Rửa rồi, ta rửa trong veo rồi. Nó không ấy đâu. Ngon chưa?
Hôm nay thì món cua, riêu cua thì ngon nhức nách luôn. Ăn gọi răng không? Hả? Gọi răng có ăn không? Để lên. Ừ. Lên không nhỉ? Để mẹ, đây thì giấu. Đã, thế rồi. Còn nói không? Đang quay video nhé, không có mẹ là bố ở đây nha. Người Việt Nam hay người ngoài Bắc thì hay mẹ với bố lắm cả nhà ơi. Trong Việt Nam thì cái đùa má, ngoài Bắc thì cái kệ mẹ đó. Trong Việt Nam thì đùa má. Đấy, cả nhà ơi, phi gạch nhá. Vàng cho hành vào trong phi gạch, vàng rụm luôn. Trời ơi, ngon ngất ngây chưa. Xíu nước mắm. Cho xíu nước mắm. Ok. Ngon chưa? Nhất ngay con nhà Tây chưa? Nhất ngay con nhà Tây. Rồi. Bây giờ là đổ ra. Không. Một mình ăn thôi, em dâu ho không ăn. Ôi thôi, nhiều quá. Đấy, phải lắng nó lên vì nó cắn ở bên dưới. Lắp rồi. Đấy, có một mình ăn thôi, em dâu ho không ăn. Hay là dỗi thì không biết. Dỗi. Nhưng mà đại khái là không ăn, chỉ mình ăn thôi. Thế nè. Cái cua, nước cua lúc nãy mình giã lọc đấy. Rồi, cho cái này chứ không cho cà chua. Thôi là cũng được, mà cái này cho cà chua mà. Ơi! Quả cà chua không mà. Nó ngon mà. Em đã rửa rồi mà em để quên. Không, khoắng là khoắng lúc đầu cái để chứ không bị sát chảo. Không sát được. Ơi! Đợi tí. Không sát được, các em đừng động ở đây. Đây là cách nấu bún riêu cua của em dâu. Ơi. Sôi bùng lên rồi, cà chua thôi hả? Dưa cũng thôi. À, cho mấy lát đường vào. Hấp dẫn chưa? Chưa. Đã ăn đâu mới hấp dẫn. Hấp dẫn. Nhìn thấy hấp dẫn nhé. Tại vì nó không được ấy. Tôm rang mặn. Hơi tôm mặn. Phải mặn mới ngon. Tôm không mặn thì không bao giờ giòn. Giòn rụm. Sôi đều rồi. Vừa chưa đấy. Cho xíu nước mắm thôi. Để cho muối rồi. Em ăn thì là nhạt nhưng chị ăn chắc là vừa. Đúng. Nhớ cho xíu nước mắm cho nó ngọt. Cho dối đây. Đảo lúc đấy đây. Ok. Rồi. Cho xíu mì chính. Không cho đường nhé. Bình thường. Nhức nách chưa cả nhà ơi. Ăn nhiều không? Bác ăn nhiều không? Ít thôi. Được chưa? Rồi. Xíu nữa. Canh ngon. Rồi, ok. Ok, ăn đi no đến tối. Ok nhá. Nhức nách chưa? Riêu cua.
đậm đà, quê hương riêu cua đậm đà, cua đồng riêu cua Việt Nam. Ok. Ok chưa? Chuẩn văn chỉnh chưa? Giá văn trị chưa? Tuyệt văn vời chưa? Ok. Đấy, chất lượng chưa? Úi giời ơi, nhức nách luôn. Em mời bác. Ok. Ăn chưa? Rồi.